Ok, mình bắt đầu. Để biết chuẩn bị làm cái sốt nóng. Trong sốt nóng ở đây mình cần một chút của hành tím, mình trực. Mình cần một cái nấm tạp cẩm hiệu Aldo bên bên dân. Với mình cần một chút rượu vang đỏ. Xong, trước mình cắt slice nhuyễn thịt mỏng thịt mỏng của hành tím. Cái nấm Aldo. Nấm Aldo này là hàng đá. Xong, mình lấy loại cái kiểu tươi là mình phải ép trong cái chảo. Sau đó mình xào nó trong 2-3 giây cho nó tan lại. Sau đó mình giữ được cái nước. Lý do mấy người thấy mình có một cái miếng lứa ở đây để mình giữ được cái nước. Nếu mình cần trong một cái nguyên liệu thêm nữa là một cái phần kem sữa, mình cần vang đỏ. Sau bây giờ là mình xào cái rồi có hành tím trong một chút dầu olive. Cái quan trọng ở đây là đừng có bỏ cái nước, giữ được cái nước thì cái nước nó quan trọng cho cái vị của cái sốt của mình. Cái nấm. Bây giờ mình lên cái vị nâu, cái vị brown cho nó săn lên cái nấm với cái quả hành tím cho cái ngọt nó lại. Cho nên mình cũng cho cái lửa lần đầu cao chút xíu cho mình lấy được cái màu của cái nấm với cái hành tím cho nó ngon. Nên mình thấy thiếu được cái phần mỡ, mình cho bơ hay là dầu ô liu. Ở đây mình cho dầu ô liu. Màu chuẩn bị lên, màu nâu nâu. Làm chuẩn bị để cái nước nấm. Qua cái nước nấm sôi lên mình cho một chút quang đỏ. Đó, cái sốt mình cũng chuẩn bị tím chút xíu trong cái màu vang đỏ. Ở đây mình cẩn thận chút xíu, mình phải để cái vang đỏ nó sôi lên cho cái cồn nó đi đâu mà. Khi mình không làm cái technique đó là cái sốt mình nó còn đắng. Đó, trong một phút rưỡi sôi lên cái cồn nó đi. Lên bay lên mình cho cái kem sữa lên một chén. Cho một chút muối. Một chút tiểu. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị làm con gà tây. Instead mình đút vô lò bình thường thôi. Ở đây David làm một cái bơ vị legume cộng mấy cái lá thơm của Đà Lạt là lá rosemary với lá chim. Trong đây là mình có cải trắng, mình có cà rốt với củ hành. Để biết chuẩn bị cắt hộp luộc. Ở đây mình cần củ hành trắng khổ nhấn. Mình xếp cho nó dưỡng dưỡng xíu. Ở trên này mình chuẩn bị rồi cái phần legume. Mình cũng phải chuẩn bị cái phần bơ. Số cái bơ ở đây là mình để ra ngoài trước được 3 tiếng ở ngoài bếp. Mà đừng có để tủ lạnh là tại tủ lạnh nó còn cứng. Xong mình để cho cái texture của nó giống là cái pomade. Hả? Cái pomade là cái gì? Là giống là cái phần mà nữ xài pomade Nivea hay là gì đó. Nó nhẹo mà nó không phải chảy. Cho mấy người thấy. Sau đó mình xào cái phần legume. Một chút dầu olive. Là cái legume mình một lần luôn, ba loại: củ hành, cà rốt
của cải. Ở đây thì mình muốn tăng lên cái recipe của mình cho nó ngon hơn, mình lấy nấm cũng được, các hộp lựu. Khi mình có cái nấm ở ngoài mình làm chương trình đặt tay trong cái tháng này là tháng Noel đó, là mình có cái truffle paste hay là cái truffle tươi luôn. Nên hôm nay mình xào, là ở đây mình xào cho dừa chín thôi, tại mình muốn được cái legume nó còn giòn, cho nên mình nhồi con gà. Trong thời giờ này legume nó săn xuống trong cái chảo nóng, mình cho một chút muối, một chút tiêu. Cái quan trọng trong cái này nữa là đừng có trộn được cái bơ đang phô mát cộng cái legume đang nóng, là mình làm cái bơ nó chảy, mình để cho nó nguội. Cái bơ phô mát của mình anh cho cái parsley vô. Thôi cái parsley mình không có xào. Em mình trộn cái bơ với cái parsley trước. Em mình để cái legume mình nguội. Trong thời gian mình để cái legume nguội, mình cắt một chút lá rosemary với lá chim. Đó lên mình cửa lấy cái lá. Mình cũng xếp nhuyễn luôn. Cái legume mình cũng muốn cho nó lẻ, không ăn thấy trộn nó lên cho cái khói nó đi lên, để cho mình có được hai cái độ giống nhau mình mới trộn được nha. Quan trọng là cái đó. Mình có một cái phần nhựa ở đây, cái phần này là nó làm cho mình biết trên nào con gà tây nó chín. Cái đó là bên như người bếp trưởng cũng vậy, lâu lâu không biết cái đó mình lấy ra. Cái đó là chừng nào mà mình nấu con gà tây rồi mà nó bung lên, nó giống một cái đinh nhựa, là cái thịt nó chín rồi. Một con gà tây như 6 tiếng mấy là cũng phải tính được 3 tiếng 3 tiếng rưỡi, một cái độ 180. Rồi cái phân cách technique làm là để biết nhồi cái bơ dưới cái da con gà tây cho được cái thịt nó không có khô, mà cộng nó không có khô nữa, nó có cái thơm. Okay. So. Làm sao mình đừng có nhiều lỗ quá, nó cong cái nhân bơ mình nó đi. Sao mình giữ được cái miếng, cái da trong cái cổ, cho một chút nữa mình cuốn lại con gà tây của mình cho cái bơ nó không có ra ngoài. Thì cái bơ rồi, mình chuẩn bị lấy lên, cho cái nguội nguội ấm ấm lên vô trong cái bơ. Anh trộn lại chút xíu cho cái hơi lạnh ở đây nó vô trong cái bơ của anh, cho nó không có chảy. Xong thì giờ đó cái lò của mình để 180 cho nó chuẩn bị hâm trước. Rồi mình lấy cái túi bánh, cái túi bơm su, bơm su. Để hết cái nhân bơ với cái ly dưới trong cái bóp, trong cái túi anh cắt một chút bu ở đây cho cái lỗ nó đi, đừng có bự quá, đừng có nhỏ quá. Mình đứng con gà mình lớn em mình bơm. Ok, xanh bơm tới cái đùi luôn. Ok, thì mình hết cái phần bơ, anh làm anh nhồi hết trong cái ngực với cái phần đùi chút xíu, cái phần bơ. Rồi tại sao mình lựa cái phong cách này? Nó làm cho cái gà tây chừng nào mình đút vô lò nó không có khô. Đúng không? Tại ít nhất con gà tây này phải 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi hay là 3 tiếng luôn, còn mấy cái loại. Rồi lý do đó, cái bơ này nó làm cho cái thịt nó không có khô mà nó có cái nước ngoài, thì nó là cái ngoài là nó juicy. Một chút dầu olive thôi, cho con gà tây nó không có khô. Chút xíu hấp muối tiêu ở ngoài. Một chút tiêu.
đắp con gà tây của mình ạ. Lò giấy bạc nó làm được là con gà tây mình nó không có khô là một. Với hai nữa, 3 tiếng trong một cái lò chắc chắn là mình muốn con gà phải chín mà không phải là lên màu sớm quá, mà con gà sâu cái thịt nó không có chín. Lý do mình cho cái giấy bạc lên. Sau bây giờ mình đắp vô lò trong 3 tiếng.